Cảm ơn ông Hoskinson. Ông có thể bắt đầu ngay với phần giải trình về blockchain. Chào mọi người. Thưa Chủ tịch Maloney, các thành viên của tiểu ban và các ủy viên quốc hội đã làm việc rất chăm chỉ. Xin cảm ơn vì đã mời tôi làm chứng tại phiên điều trần này. Tôi hoan nghênh công việc của tiểu ban. Tôi đánh giá cao tất cả các bạn đã dành thời gian để cung cấp một diễn đàn cho ngành công nghiệp blockchain. Ngành công nghiệp blockchain đã phát triển trong thập kỷ qua từ một nhóm nhỏ gồm các nhà phát triển tình nguyện phi thương mại đến nền kinh tế toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ đô la bao gồm kỹ thuật phức tạp, nghiên cứu khoa học, công ty giao dịch công khai và hàng triệu người dùng. Mặc dù sự tăng trưởng đáng chú ý của chúng tôi mang lại những cơ hội đáng kể, từ bảo mật cơ sở hạ tầng đến các nền kinh tế hoàn toàn mới như Metaverse và NFT, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức mới và khuếch đại các vấn đề hiện có. Các hệ thống cũ của chúng tôi không thể xử lý sự biến động lớn của giá trị mà không có rủi ro đối tác, và cần có bên trung gian tập trung, các công cụ quản lý, hệ thống quản lý rủi ro và quy trình giám sát của chúng tôi chưa bao giờ được thiết kế cho tốc độ, quy mô và sự phát triển nhanh chóng như vậy. Ví dụ, chỉ trong 4 năm, ngành của chúng tôi đã chạm đến các khái niệm khác nhau, từ IPO đến sở hữu trí tuệ đến các cấu trúc kinh doanh hoàn toàn mới được gọi là DAO. Thực tế không có người lãnh đạo và không có quyền tài phán. Suy xét lại thế kỷ 20, sự thống trị của Hoa Kỳ dựa trên 3 trụ cột, dịch vụ tài chính, công ty công nghệ và khả năng sản xuất. Các ngành này đang chuyển đổi nhanh chóng theo nhu cầu toàn cầu hóa. Cạnh tranh gia tăng, công nghệ mới và mong muốn xác định các quy tắc ESG để đảm bảo một nền kinh tế toàn cầu bền vững, hướng đến giá trị. Về cốt lõi, công nghệ trong ngành của chúng tôi là tạo ra các sổ cái phi tập trung để lưu trữ thông tin cần minh bạch, có thể kiểm tra được, có dấu thời gian và không thể thay đổi. Quá trình này cho phép các đề xuất về mối quan tâm kinh tế và xã hội trở nên đáng tin cậy và có thể lập trình được. Ví dụ, với tư cách là một chủ trang trại, tôi phải giải quyết các vấn đề về quyền sử dụng nước, hợp đồng thuê chăn thả, sử dụng đất, nhiều thỏa thuận, hợp đồng và sự kiện kinh tế khác. Nhiều trong số này không được số hóa và cũng không được chia sẻ theo cách mang lại giá trị nổi bật cho các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và nhà nghiên cứu. Hậu quả của sự phân mảnh và thiếu số hóa này là tính kém hiệu quả, sao chép công việc và thiếu khả năng tiếp cận cho các doanh nhân và nhà đổi mới, những người có thể xây dựng các sản phẩm và dịch vụ mới giúp giảm đáng kể chi phí và nâng cao hiệu quả cho tất cả các bên liên quan. Sức mạnh của công nghệ blockchain là tính phổ quát và mô hình đổi mới không cần phải được cho phép. Công ty của chúng tôi, Input Output, chưa bao giờ phải trả tiền bạc, nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, hoặc xin giấy phép để theo đuổi hoạt động kinh doanh ở các quốc gia đa dạng như Ethiopia đến Mông Cổ. Chúng tôi hiểu rằng quy định dựa trên danh mục được tách biệt theo ranh giới của một khu vực tài phán cụ thể và dựa vào các tác nhân tập trung để báo cáo và tiết lộ sẽ không có hiệu quả và hạn chế quy định. Hơn nữa, sự phát triển và đổi mới quản trị của Internet không phải do ITU hoặc một số tổ chức xuyên quốc gia khác kiểm soát mà do hàng ngàn cơ quan và công ty cá nhân được kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, làm việc hướng tới các mục tiêu chung tự nảy sinh là tăng cường khả năng kết nối, năng lực và tiện ích. Nếu chúng ta thảo luận về cách điều chỉnh ngành công nghiệp của mình, bảo vệ người tiêu dùng và điều chỉnh tăng trưởng phù hợp với thực tế của xã hội hiện đại, thì chúng ta phải khiêm tốn công nhận sự đổi mới khiến cho các vấn đề cụ thể trở nên khó khăn. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào các nguyên tắc. Blockchain cho phép tính thanh khoản của giá trị, tư duy và thương mại ở quy mô và tốc độ mà xã hội chưa từng có trước đây. Thay vì dự đoán kết quả của những khả năng mới này, chúng ta nên quyết định xem chúng ta phải đề phòng những rủi ro nào, những quyền cơ bản mà người tiêu dùng nên có và cách sử dụng các công cụ mới vì lợi ích lớn nhất có thể. Có vẻ khôn ngoan khi tập trung vào các khái niệm như đo lường sự phi tập trung, sự bất cân xứng thông tin, khả năng tiếp cận và truy cập dữ liệu, thay vì tranh cãi về các cơ quan tài phán hoặc phân loại tài sản. Crypto là tế bào gốc tài chính. Về cốt lõi, chúng có thể là gần như bất kỳ tài sản nào và có thể thay đổi theo thời gian. Nguyên tắc không thay đổi. Ví dụ, khái niệm đo lường sự hợp nhất và rủi ro của nó là một nỗ lực mà Hoa Kỳ đã theo đuổi và thực sự đã làm rất tốt kể từ đạo luật chống độc quyền Sherman năm 1890. Mặc dù cá nhân chúng tôi không quen thuộc với cuộc sống vào những năm 1890, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái với mục đích và khái niệm đằng sau đạo luật chống độc quyền Sherman.
Sự tập trung hóa thị trường và quyền lực hiếm khi dẫn đến những kết quả tốt. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tham gia vào một cuộc đối thoại hiệu quả và liên tục minh bạch những tháng tới khi Hoa Kỳ tranh luận về tương lai pháp lý của ngành công nghiệp blockchain và crypto. Giống như các quốc hội trước đây vào những năm 1990 thảo luận về khung pháp lý cho Internet đã dẫn đến sự phát triển của các công ty nghìn tỷ đô la. Tôi tin rằng quốc hội ngày nay có thể đạt được kết quả tuyệt vời bằng cách hợp tác với ngành của chúng tôi và cách tiếp cận lập pháp dựa trên nguyên tắc cũng như tận dụng khả năng của chúng tôi để đổi mới và thích ứng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian. Tôi mong nhận được các câu hỏi. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi biết chúng ta có rất ít thời gian, nhưng có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu chúng tôi có nên quản lý một số loại crypto nhất định dưới dạng hàng hóa hay chứng khoán hay không. Ông nghĩ điều gì có thể là lợi ích và có thể nói một chút về điều đó không? Những hạn chế, những thứ như vậy là gì? Tôi chỉ có 37 giây. Ông có thể nói nhiều hơn khoảng thời gian đó. Tôi đánh giá cao điều đó. Khi nhìn vào crypto nói chung, tôi luôn xem chúng giống như tế bào gốc tài chính. Chúng thuộc loại cơ bản hơn một danh mục cụ thể như tiền tệ hoặc hàng hóa. Điều đó phụ thuộc vào thị trường mà chúng được giao dịch cũng như công dụng và tiện ích mà chúng có. Bạn phải tự hỏi bản thân, bạn đang cố gắng đáp ứng những cân nhắc chính sách công nào? Đó có phải là sự tuân thủ các lệnh trừng phạt không? Có phải là bảo vệ người tiêu dùng không? Có phải là sự ổn định thị trường không? Những gì chúng tôi làm với tư cách là một ngành là tất cả đều hướng tới sự minh bạch. Thật thú vị khi chúng ta đang thảo luận và tranh luận về các chế độ công bố thông tin. Không có tài sản tài chính nào khác trên thế giới thực sự minh bạch như crypto. Mỗi giao dịch ngay từ đầu đối với Bitcoin từ ngày 3 tháng 1 năm 2009 đã được biết đến. Tài sản của người sáng lập đều được biết đến vì tất cả những thứ này đều được công khai cho mọi người. Đó là sự dễ hiểu và công cụ cần thiết để thực hiện công việc này trên cơ sở toàn cầu. Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu nói nó là chứng khoán hay hàng hóa, hoặc rơi vào sự cám dỗ của việc ai là người quản lý dễ dãi hơn hoặc cơ chế quản lý chênh lệch giá là gì. Nhưng thay vào đó, chỉ cần lùi lại một bước và nói, chúng ta muốn đề phòng những điều gì? Chúng tôi hiện đã có 13 năm lịch sử với tư cách là một ngành. Trong đó tôi nghĩ có 6 hoặc 7 lần sụp đổ. Có rất nhiều điều mới thú vị như NFT luôn vượt quá giới hạn và một thị trường toàn cầu với hơn 100 triệu người tham gia. Có thể rút ra từ đó, chúng ta có thể xem xét từng trường hợp cụ thể và xây dựng một khuôn khổ hợp lý. Điều đáng khích lệ đối với tôi với tư cách là một doanh nhân là có rất nhiều đạo luật tuyệt vời được đề xuất gần đây. Như DICA, FIA, có các lệnh hành pháp đã được thông qua đang cố gắng tạo ra sự rõ ràng giữa nhánh hành pháp. Những điều này cùng nhau tạo ra một cuộc đối thoại toàn cầu. Nếu chúng tôi thông minh về điều đó, tôi nghĩ chúng tôi có thể hội tụ để đạt được một thỏa hiệp hợp lý mà chúng tôi với tư cách là một ngành công nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục cạnh tranh. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đánh giá cao điều đó. Cảm ơn Ngài thưa Chủ tịch. Thời điểm của phiên điều trần tối nay rất thích hợp. Crypto đã có những biến động lớn trong những tháng gần đây. Trong vài tuần qua, kể từ khi rơi vào tình trạng khủng hoảng khủng khiếp, Bitcoin mất hơn một nửa giá trị. Nhưng nếu có nhân chứng nào có suy nghĩ, xin vui lòng chia sẻ. Ông có đồng ý rằng CFTC rất phù hợp để giám sát thị trường giao ngay cho tài sản kỹ thuật số không? Nếu không phải là CFTC thì cơ quan nào cần có thẩm quyền quản lý đối với thị trường kỹ thuật số giao ngay? Do you agree that the CFTC is well suited to oversee spot markets for the digital assets? Tôi không phải là luật sư chứng khoán hay chuyên gia về các quy định. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi không nghĩ vấn đề là ai hợp lý hơn hay ai ít hạn chế hơn. Đó là một câu hỏi về hiệu quả. Khi bạn nhìn vào hàng hóa về bản chất là phi tập trung. Tôi trồng cỏ khô ở một trong những trang trại của mình và tôi không cần phải xin phép. Không có cơ quan trung tâm. Chúng ta không phải là Liên Xô. Chúng tôi không quản lý mọi thứ theo cách đó. Đột nhiên khi tôi cắt nó ra và bán nó đã có mặt trên thị trường toàn cầu. Giờ đây, thị trường đó có các quy tắc, nguyên tắc và biện pháp bảo vệ, có bộ phận bán lẻ, người ta cho ngựa ăn. Sau đó chắc chắn có một thành phần công nghiệp. Nếu crypto thực sự được phi tập trung và đó thực sự là một thứ có thật, thì việc nhúng nó vào một khuôn khổ được thiết kế cho những thứ về bản chất theo cách này là điều hợp lý.
Bạn phải đề phòng các hoạt động thao túng thị trường. Bạn phải để ý xem các tác nhân toàn cầu đang cố gắng thâm nhập vào đâu, như Trung Quốc hay các nước khác, và chiếm lĩnh thị trường, giống như họ đang cố gắng làm ở thị trường lithium. Nhưng đó là một khái niệm rất khác so với chứng khoán ở khía cạnh đó. Theo quan điểm của tôi, điều hiệu quả nhất có thể làm trong 12 đến 24 tháng tới là có một khái niệm rõ ràng về phi tập trung là gì, và những yếu tố nào tạo ra điều đó. Nếu nó vượt qua một ngưỡng nhất định, việc quản lý những thứ như hàng hóa, trái ngược với chứng khoán là rất hợp lý. Nếu họ không làm vậy thì rõ ràng ai là người có yêu cầu tiết lộ thông tin. Cảm ơn câu trả lời của ông, thưa Chủ tịch. Với việc không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ nhượng bộ. Bởi vì tôi phải rút lui nên tôi đã có một cuộc họp tại văn phòng của mình với người bỏ phiếu. Nhưng tôi sẽ bắt đầu với ông. Đây không phải là ngô, không phải vàng, chắc chắn không phải đô la. Còn có rất nhiều câu hỏi ở đây. Một là nếu Hoa Kỳ sẽ quản lý, thì đó là CFTC hay SEC. Một số người thậm chí còn đề xuất một cơ quan mới. It's not corn, it's not gold, it's certainly not dollars. And there are a lot of questions here. One is, sau đó là cách thức, nếu bạn làm điều đó. Sau đó là bạn sẽ quản lý ai? Với sự hiểu biết của tôi là có khoảng 20.000 loại crypto trên thế giới trị giá khoảng 3.000 tỷ. Then there's the how. If you do that. Đó là một con số ước tính, nhưng đâu đó khoảng 20.000 loại crypto. So my understanding is there are 20,000 approximately cryptocurrencies in the world worth about $3 trillion. Is that close? Hiện nay có bao nhiêu người làm việc tại CFTC? Cảm ơn ông, nghị sĩ. I mean, the question I have, 20,000 currencies, có vài trăm người. Bạn sẽ nói đến việc liệu họ có từ bỏ mọi thứ họ đang làm hay không? Bạn đang nói về 100 loại crypto cho một người. Thank you, Congressman. Of several hundred. Several hundred. So you would be talking about. Quan điểm của tôi là không thể quản lý tất cả các loại tiền tệ này. You're talking about, you know, 100 cryptocurrencies a person. Do đó, câu hỏi đặt ra là ai? Và liệu chúng tôi sẽ có giá trị nếu token đạt đến một con số đô la nhất định mà đột nhiên chúng tôi sẽ quản lý nó? Tôi quan tâm đến bất kỳ nhận xét nào mà bất kỳ ai trong số các bạn có thể có về 20.000 loại crypto. Làm thế nào để bạn xác định ai nên được quản lý? Một trong những sức mạnh của ngành của chúng tôi là quy định có thể trở thành thuật toán. Bạn không cần phải suy nghĩ ai sẽ bàn bạc và kiểm soát tất cả những thứ này. Hãy nghĩ đến IRS và các tờ khai thuế. Chúng ta có thể tăng gấp 4 lần quy mô của IRS. Chúng ta vẫn không thể kiểm toán từng người Mỹ. Điều đó là không thể. Vì vậy, điều bạn phải làm là nói xem, chúng ta có những công cụ nào trong khả năng của mình. Điều kỳ diệu về crypto là trong bản thân các giao dịch, chúng có thể mang siêu dữ liệu, chúng có thể mang danh tính, các nhà hoạch định quy tắc và hoạch định chính sách có thể lùi lại một bước và nói đây là những thứ hiệu quả. Chúng tôi quan tâm, chúng tôi có thể đảm bảo bên trong hệ thống rằng những thứ đó không giải quyết, và rõ ràng cho đến khi những thứ đó xuất hiện, nó thực sự giống một cuộc thảo luận về những gì bạn quan tâm. Điều chúng tôi có thể làm với tư cách là nhà công nghệ là tạo ra một hệ thống tự chứng nhận. Điều có thể xảy ra là khi có những điều bất thường hoặc trường hợp đặc biệt, thường rất hiếm, thì CFTC hoặc cơ quan quản lý khác có thể xem xét và nói hãy điều tra. Đó thường là cách chúng ta thực thi pháp luật trong nước. Chúng ta không đột nhập vào nhà mọi người. Chúng ta đợi cho đến khi nhận được lệnh khám xét. Bạn phải có lý do nào đó cho việc đó. Vì vậy, cần phải có hạ tầng xã hội nào đó, nên việc tự chứng nhận khác với việc cơ quan quản lý. Chúng được kết nối với nhau. Vậy là bạn có SRO, bạn có tiêu chuẩn thị trường. Bạn có nguyên tắc. Trong nhiều trường hợp, quy định tài chính hầu hết được thực hiện bởi các SRO hoặc các tổ chức cá nhân. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào sự tuân thủ, thì không phải SEC hay CFTC sẽ thực hiện KYC và mà chính các ngân hàng đang làm những việc này. Đó là một quan hệ đối tác công tư. Điều cần làm là thiết lập những ranh giới đó. Điều chúng tôi có thể làm với tư cách là những nhà đổi mới là viết phần mềm để giúp biến điều đó thành hiện thực. Theo nghĩa đen, đó là những gì Chainalysis và các đối thủ cạnh tranh của họ đang làm hiện tại. Tôi không thấy cách nào để Hoa Kỳ quản lý tất cả chúng. Tôi thực sự nghĩ rằng nếu điều đó xảy ra thì phải có một số loại tự chứng nhận về điều đó.
Điều tôi lo sợ là vì tôi không nghĩ rằng crypto phải là một phần đáng kể trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư trung bình. Nhưng tôi lo sợ rằng nếu chúng tôi đột nhiên quản lý nó, thì nhà đầu tư bình thường sẽ cảm thấy có nhiều bảo mật và ổn định hơn trong danh mục đầu tư của mình. Tôi nghĩ đó là một việc nguy hiểm đối với các nhà đầu tư. Tôi rất lo ngại về việc một công dân Mỹ trung bình có hơn 5% khoản đầu tư của họ vào thị trường crypto. Tôi không nói về những người như ông, những người có hiểu biết nhiều về crypto. Tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình. Tôi đánh giá cao những nhận xét của ông về việc tự chứng nhận. Tôi nghĩ đó là một con đường mà chúng tôi cần xem xét. Thưa Chủ tịch, tôi sẽ nhường phần thời gian còn lại của mình. Cảm ơn Chủ tịch. Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây và cảm ơn thành viên xếp hạng đã tổ chức buổi họp mặt này. Tôi có một số lo ngại về quy định mà một số cựu thành viên đã thực hiện chỉ vì rất nhiều lúc chính phủ sẽ thấy sứ mệnh của mình trở nên khó khăn. Do đó, một trong những điểm hấp dẫn nhất của crypto khi tôi thảo luận với những người đang tìm hiểu về nó là không có trung gian nào vào thời điểm này. Vì vậy, tôi cũng có câu hỏi về ai và làm thế nào. Làm thế nào để chúng tôi hạn chế điều này? Về cơ bản, thất bại thị trường hiện tại là gì? Làm cách nào để giữ cho bất kỳ loại quy định nào được thu hẹp ở mức đó? Theo cách mà theo thời gian, nó không trở nên xâm lấn nhiều nữa. Nếu ông có thể trả lời, nhưng tôi sẽ chỉ ra rằng ông Hoskinson đã đề cập đến các ngân hàng như một ví dụ về cách thực hiện tốt điều này. Nếu ông thảo luận với các chủ ngân hàng, rất nhiều người trong số họ sẽ nói đến việc điều này không được thực hiện tốt như thế nào. Trong thực tế, họ phải là cánh tay độc tài của chính phủ liên bang theo nhiều cách khác nhau. Dù sao đi nữa, bạn hãy suy nghĩ về điều đó và thoải mái tham gia. Cảm ơn nghị sĩ vì đã có cơ hội giải quyết vấn đề cụ thể đó xung quanh việc chứng nhận sản phẩm. Hiện tại, tại CFTC, tình hình là một sàn giao dịch dù muốn hay không cũng có thể chứng nhận một sản phẩm và cho phép giao dịch sản phẩm đó. Có tất cả các nguyên tắc cốt lõi được ứng dụng, nhưng đặc biệt, không dễ bị thao túng. Điều chúng tôi đang quan tâm là ai quan tâm đến việc giao dịch sản phẩm này và tại sao? Chẳng hạn như có đủ thanh khoản hay không, hoặc có đủ sự quan tâm của những người tham gia thị trường rằng có giá cả thị trường để trao đổi, hoặc giao dịch rủi ro hay không? Chắc chắn, trong các thị trường của chúng tôi nghĩ đến lý do tại sao các cá nhân muốn phòng ngừa rủi ro cho nhà sản xuất, nông dân, người dùng cuối của họ và họ quan tâm đến hàng hóa cơ bản thực tế. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy sự quan tâm đến các hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt, các nghĩa vụ thanh toán tài chính. Tôi nghĩ rằng theo hệ thống quy định hiện tại, chúng tôi có thể loại bỏ các hoạt động hoặc hợp đồng không mang lại giá cả thị trường. Ông muốn thảo luận về điều đó hay chuyển sang câu hỏi khác? Chắc chắn rồi, tôi có thể nhận xét về KYC và chống rửa tiền không? Thưa ông, tôi không nghĩ có ai đang thực hiện tốt KYC và chống rửa tiền. Không ai muốn trở thành nhà môi giới dữ liệu. Những gì đang diễn ra hiện tại khá khủng khiếp. Tôi là một người lớn tin rằng bạn phải hiểu ngành công nghiệp cá nhân đã và đang làm gì trong khoảng thế kỷ qua. Nếu bạn nhìn vào những công ty như Google và Facebook, họ còn hơn cả những công ty. Họ không chỉ đi và tạo ra bánh xích và ô tô hay thứ gì đó và cạnh tranh trong một thị trường công bằng. Cuối cùng, họ có được rất nhiều quyền kiểm soát và quyền lực đối với các nguồn lực cơ bản. Nếu chúng ta nhìn vào những thế kỷ trước như Standard Oil, nó có quyền kiểm soát ngành năng lượng, sau đó chúng ta nói đó có lẽ không phải là một ý tưởng hay. Chúng ta nên làm gì đó với nó. Bây giờ, khi chúng ta nhìn vào những công ty như Google và Facebook, họ đã giành được rất nhiều quyền kiểm soát đối với thông tin. Suy nghĩ, lời nói, dịch vụ lưu trữ và các tài nguyên nền tảng khác, họ thực sự có thể xác định toàn bộ thị trường và quyết định ai sẽ cạnh tranh và ai không. Nó có liên quan đến crypto trong ngành công nghiệp blockchain bởi vì suy cho cùng, nó là sự giải phóng các tài nguyên đó. Đó chính là điều chúng tôi đang thực sự làm ở đây để làm mọi thứ rõ ràng và minh bạch.
Chúng ta đang nói về một nền kinh tế dựa vào tài nguyên. Quan điểm của sự phi tập trung là nói rằng có lẽ không ai nên kiểm soát quyền tự do ngôn luận, thương mại hoặc hiệp hội của chúng ta. Điều đó đòi hỏi một cách giao tiếp khác với các thị trường đó, một cách xử lý danh tính và tuân thủ khác. Nếu tôi có thể tham gia, thì việc ông đang nói về công nghệ lớn. Tôi nghĩ điều này rất thú vị vì ông cũng đã đề cập rằng một trong những đặc điểm của quy định là chúng ta có thể sử dụng thuật toán. Chúng tôi đã thấy họ sử dụng các thuật toán để hạn chế quyền tự do ngôn luận của mọi người và làm tất cả những điều bất chính khác. Nếu chúng tôi trao quyền đó cho chính phủ, đặc biệt là khi Cục Dự trữ Liên bang đang hướng tới việc tạo ra một loại tiền kỹ thuật số có tiềm năng, chúng tôi đã có các ngân hàng bị buộc phải thực thi điểm ESG ở Trung Quốc. Chúng tôi thấy điểm ESG đó đột nhiên trở thành điểm cá nhân đối với các cá nhân. Đó không phải là một bước tiến xa về mặt công nghệ theo cách chúng ta thấy một số cơ quan đang làm việc hiện nay. Để bắt đầu nhắm mục tiêu vào những điểm đó, thuật toán hướng tới con người, thói quen cá nhân và chi tiêu của họ. Vậy làm thế nào để chúng tôi cạnh tranh kinh tế trên trường thế giới mà không đe dọa đến quyền riêng tư của người Mỹ trong tương lai? Bởi vì đây là một điều rất nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi quan ngại sâu sắc về tín dụng xã hội. Quan ngại sâu sắc về một số đề xuất dành cho CBDC vì bạn có thể có sự phân biệt đối xử trong giao dịch đối với bất kỳ nhóm dân tộc nào bạn muốn hoặc bất kỳ triết lý chính trị nào bạn muốn. Vấn đề là các thuật toán phải được xây dựng theo quy trình nguồn mở, minh bạch và sẵn có cho tất cả mọi người. Mọi người phải có thể chọn tham gia thay vì chọn không tham gia. Sức mạnh của ngành của chúng tôi là chúng tôi không có cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức trung tâm nào đó nói đây là crypto. Đó là công việc không mệt mỏi của hàng triệu người. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ gặp nhau trên khắp thế giới, đến với nhau một cách tự nguyện và xây dựng một nền kinh tế mới trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Đó là cách chúng ta nghĩ về nó, chứ không phải cách chúng ta tạo ra một cơ quan chính phủ nào đó hay cách chúng ta tạo ra một ngân hàng trung ương hoặc thuật toán trung tâm nào đó sẽ kiểm soát mọi thứ. Sau đó bạn tự hỏi bản thân về kết quả mà bạn mong muốn. Rõ ràng là đã có một số vấn đề xảy ra trong 13 năm qua, và chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề đó. Nhưng đồng thời, chúng tôi đã tạo ra giá trị cho hàng triệu người và chúng tôi không nên đánh mất điều đó. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.